Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình sẽ bình luận giá cờ giữa tay độc Nguyễn Thành Bảo và kiện tướng quốc gia Nguyễn Hoàng Kiên tại vòng 1/8 cúp vàng phương liệt 2021. Mời các bạn xem ván đấu rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Bước vào ván đấu, sau khi để Nguyễn Hoàng Kiên sang bằng được tỷ số, Bảo lập tức đóng trung pháo để khơi mào cuộc chiến. Kiên lập tức nhảy mã trái để bảo vệ trung binh. Pháo đầu tấn công, bình phong mã phòng thủ. Hai thế trận kinh điển đã được các kỳ dư nghiên cứu rất lâu. Bình phong mã là một thế trận khai cuộc nổi tiếng bậc nhất trong tượng kỳ. Trong cuốn Mai Hoa Phổ, chính thế trận bình phong mã của bên đi hậu đã phá thế trận pháo đầu và đã chỉ ra một phương hướng hoàn toàn mới trong nghệ thuật cờ tướng. Phòng thủ chắc, tấn công mạnh, ván cờ trở nên ôn hòa hơn so với các kiểu chơi tấn công ác liệt của thượng pháo. Dù công thủ song toàn, trận bình phong mã vẫn thể hiện kiểu chơi gây cấn, sôi nổi. Bình phong mã không những đủ sức chống lại các trận pháo đầu mà còn ứng phá hiệu quả với bất cứ khai cuộc nào của bên đi tiên, cho nên thế trận bình phong mã rất được nhiều kỳ thủ sử dụng. Bảo chơi tiếp mã 2 tấn 3, xe 9 bình 8, chốt 3 tấn 1. Bảo chủ động chơi tam binh, chốt 3 tấn 1, mã 8 tấn 7. Bảo không xuất xe như lệ thường mà nhảy mã khai kiện cánh trái. Nước cờ cho thấy cuộc chiến nội lực sắp sửa diễn ra. Mã 2 tấn 3, xe 9 tấn 1, mã 3 tấn 4. Kiên nhảy mã bàn hà tấn công chốt 7 của bên Bảo. Nếu như đổi lại chơi tượng 3 tấn 5 củng cố trung lộ thì thế trận bên đen sẽ chắc chắn hơn. Mời các bạn xem thử. Xe 1 bình 2, pháo 8 tấn 4, mã 3 tấn 4, pháo 8 tấn 1. Trên đây thế trận của bên đen rất vững chắc, pháo 8 đang quấy rối đội hình của bên đỏ rất tốt, đen dễ chơi hơn. Trở lại ván đấu, Kiên chơi mã 3 tấn 4, lập tức Bảo xe 9 bình 6, tróc mã. Mã 4 tấn 3, xe 4 tấn 5, sĩ 6 tấn 5, xe 1 bình 2, tượng 7 tấn 5. Nước bổ tượng rất tiện tay. Nếu như ở đây chơi pháo 8 tấn 1 để bảo vệ trung binh thì diễn biến sẽ như sau. Mời các bạn xem tiếp. Mã 3 tấn 4, tượng 3 tấn 5, mã 4 tấn 5, mã 7 tấn 5 ăn chốt, xe 6 bình 5, mã 3 tấn 5 ăn pháo, pháo 8 bình 5, chốt 3 tấn 1. Chơi đến đây đen có chốt đậu hà rất uy lực, bên đen đã phản tiên. Trở lại thực chiến, Kiên đã chơi theo diễn biến 1, tượng 7 tấn 5, lập tức Bảo chơi xe 2 tấn 6, pháo 2 bình 4, pháo 8 tấn 6. Nước cờ rất hay, Bảo đang dồn toàn bộ lực lượng tấn công binh 5 của binh đen. Kiên chơi tiếp xe 1 bình 2. Nếu như đổi lại chơi theo diễn biến 2, chốt 1 tấn 1 thì diễn biến sẽ như sau. Pháo 5 tấn 4, pháo 8 bình 9, mời đổi xe. Xe 2 tấn 3 chiếu tướng, mã 7 thối 8. Trên đến đây, mặc dù bên đỏ đã lời được một chốt, tuy nhiên các quân đen phòng thủ rất kín, cánh trái áp lực con xe đỏ đã bị giảm đi đáng kể. Mặc dù vậy, bên đỏ vẫn chiếm được tiên thủ. Trở lại thực chiến, Bảo lập tức chơi pháo 5 tấn 4 ăn chốt đầu, mã 7 tấn 5, pháo 8 bình 5, xe 8 bình 6. Nước cờ phòng thủ chưa chính xác. Nếu như ở đây chơi theo diễn biến 2, pháo 8 bình 7 vừa phòng thủ vừa có thể tấn chốt để tấn công mã 3 của bên đỏ.
thế trận bên đen sẽ vững chắc hơn. Mời các bạn xem tiếp. Tượng 7 tấn 5, xe 2 tấn 8, mã 3 tấn 2, xe 2 bình 6. Trên ở đây thế trận của bên đen rất chắc chắn, bên đỏ rất khó lòng xuyên thủng được hàng phòng thủ của đối phương. Mời các bạn xem lại diễn biến chính. Trong thực chiến thì Kiên đã chơi xe 8 bình 6, lập tức bảo chơi mã 3 tấn 2, xe 2 tấn 7. Kiên quyết định tấn xe tróc mã tấn công vào vị trí yếu của bảo. Nếu như chịu đổi quân thì diễn biến thế nào? Mời các bạn xem thử. Nếu như ở đây đỏ chơi pháo 8 tấn 3 ăn mã, thì đỏ sẽ chơi xe 2 thối 2, pháo 4 bình 1, xe 2 tấn 1, mã 3 thối 2, xe 2 bình 7. Trên đến đây các quân chủ lực của bên đỏ được bố trí rất tốt, đỏ chiếm ưu thế rất lớn. Chúng ta trở lại thực chiến của ván đấu. Trong thực chiến thì Kiên đã chơi xe 2 tấn 7 tróc mã, lập tức bảo chơi mã 2 tấn 1. Mãnh tướng ra đi không quay đầu trở lại. Kiên thấy bảo hiên ngang cũng bất chấp nguy hiểm, chẳng đối hoài gì tới phía sau, cứ nhất định tiến binh liều một phen tự chiến. Bảo nào phải kẻ tầm thường, lưng ngựa một bầu, lòng mang chí lớn, nhảy mã vượt sông, bốc chốc đã ở bên kia sườn biên giới của địch. Xe 2 bình 3 ăn mã, mã 1 tấn 2 bắt xe, xe 6 bình 8. Nước cờ sai lầm quá lớn, như ở đây đổi lại chơi xe 6 tấn 3 để kiềm chế bên đỏ thì diễn biến sẽ như sau. Xe 2 bình 1 dọ sát, pháo 8 bình 9, chốt 3 tấn 1, xe 3 bình 8, chốt 3 tấn 1, xe 6 bình 5, xe 6 bình 5, xe 8 thối 6. Trên đến đây mặc dù lỗ xe nhưng với lực lượng nhiều hơn, đen chiếm ưu thế rất lớn, khả năng chiến thắng là rất cao. Quay lại ván đấu, trong thực chiến thì Kiên đã chơi xe 6 bình 8 thì lập tức bảo chơi xe 2 tấn 1, nước cờ phế xe tuyệt sát. Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, Nguyễn Hoàng Kiên đã buông cờ chịu thua. Vì nếu chơi theo diễn biến 2 thì lập tức bên đỏ sẽ chơi xe 2 tấn 1 đang dò sát. Cho đến đây hai xe một pháo của bên đỏ có thế công rất mạnh, đen không thể nào chống đỡ nổi. Còn nếu như ở đây chơi theo diễn biến 1, pháo 4 bình 8 thì lập tức bên đỏ sẽ chơi mã 2 thối 4 chiếu tướng, tướng bình 6 và pháo 5 bình 4 sát cục. Các bạn vừa xem xong ván cờ rất hay của tay độc Nguyễn Thành Bảo. Ván cờ cho thấy công phu trung tàn rất sắc bén của tay độc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Mọi góp ý xin hãy comment bên dưới để mình có thể hoàn thiện hơn những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.